cùng mình ăn thử món da heo quay siêu giòn rưới mắm tiêu cực mờ lem ở quận Tân Bình. Chỉ với 50.000 là đã có một lạng, và mình đã ghé tại địa chỉ ở đường Đông Hồ, phường 8 của quận Tân Bình. Đây là một cái lò bánh mì đặc ruột, còn bán cả da heo quay siêu giòn nữa. Hai cô chú này tự quay tại nhà luôn. Để mà cho ra được một mẻ da heo quay giòn rụm này thì theo như chú chia sẻ là phải canh giờ rất là kỹ, nếu không là nó sẽ bị cháy đen thui. Và thường thì khách đặt rất nhiều cái này luôn nha. Chú nói là người ta đặt 1 kg 2 kg, còn mình thì do muốn mua để ăn thử, đồng thời đã review cho mọi người xem thì đã mua 2 lạng với giá là 100.000. Đặc biệt ở đây có một loại nước sốt là nước mắm tiêu, cái này mà rưới lên miếng da heo quay giòn xong rồi cắn một phát giòn tan trong miệng thì phải công nhận là tuyệt vời ở mặt trời luôn nha. Ngoài ra thì ở đây cô chú còn bán chung với bánh mì với giá là 20.000 một ổ, có đầy đủ thịt, chả và da heo luôn. Phải công nhận là không cầu kỳ về mặt hình thức nhưng mà chất lượng món ăn ở đây rất là ok. Nếu mà mọi người có dịp đi ngang đây thì có thể mua thử món da heo giòn rụm này để thưởng thức xem có ngon không nha.